Đây là nói tới chúng sanh. Phật hàng thuận chúng sanh. Quý vị tạo ác, Phật cũng thuận theo quý vị. Vì sao? Chẳng ngăn được. Phật khuyên mà quý vị chẳng nghe thì làm thế nào? Để mặc quý vị, nhưng Phật rất từ bi, Phật ở bên cạnh nhìn, thấy quý vị tạo nghiệp, hứng chịu quả báo. Rồi sẽ có một ngày quý vị tỉnh ngộ. Khi tỉnh ngộ, Phật đến độ quý vị. Quý vị chưa tỉnh ngộ, Phật đứng bên cạnh nhìn quý vị làm ác, nhìn quý vị biến thành súc sanh, đọa làm ngạ quỷ, đọa địa ngục, chịu hết mọi nỗi khổ. Sau đây hối lỗi, ta sai rồi, kẻ ấy nhận lỗi. Khi nhận lỗi bèn được cứu. Vì sao? Kẻ ấy nghe lời, có thể nghe lời khuyên, có thể nghe lời dạy, Phật có thể dạy kẻ ấy. Trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Bất luận quý vị tạo tội nghiệp nhiều hay lớn cỡ nào, Phật vẫn ở bên cạnh nhìn quý vị. Quý vị chịu quay đầu, chịu tiếp nhận, Phật sẽ dạy quý vị. Chẳng có ai không thể giải thoát. Tai nạn gì cũng đều có phương cách hóa giải. Hiện thời địa cầu lắm tai nạn như thế, có phương pháp gì hóa giải hay không? Có, nhưng con người không tin thì chẳng có cách nào. Thật sự tin tưởng, phương pháp hóa giải chẳng khó, hết sức hữu hiệu. Trong Phật Pháp dùng những lý luận và phương pháp này, các nhà khoa học hiện thời đã chứng thực. Đặc biệt là các nhà khoa học lượng tử đã nghiên cứu phát hiện giống hệt như trong kinh Phật đã giảng. Chúng tôi tin tưởng đôi ba năm nữa, lượng tử sẽ nói rõ ràng hơn, minh bạch hơn. Cho đến khi ấy, tôi tin tưởng các nhà khoa học cũng bằng lòng nghiên cứu kinh Phật. Phật Pháp sẽ được các nhà khoa học thúc đẩy, đề xướng. Nó chẳng phải là mê tín. Trong kinh Phật có khoa học cao cấp, cũng tức là trong kinh Phật có lượng tử lực học. Có vũ trụ vĩ mô. Vị thị nhân thuyết, ngã thiểu xuất gia, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các thứ thị hiện đều là gì? Nhạo ư tiểu pháp, đức bà cấu trọng giả. Vì bọn họ mà thị hiện. Người Đại Thừa biết. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật có nói vô thượng chánh đẳng chánh giác là gì? Là trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh. Phá mê khai ngộ. Vọng tận hoàng nguyên. Nhiên ngã thật thành Phật Dĩ Lai, cửu diễn nhược tư, đản dĩ phương tiện giáo hóa chúng sanh, linh nhập Phật đạo, tác như thị thuyết. Đối với một đoạn này trong phẩm Thọ Lượng của kinh Pháp Hoa và những điều đã nói trong kinh Vô Lượng Thọ, có thể hợp hai kinh lại để xem.
lưỡng kinh hợp tham tính tri bổn sư. Chúng ta tin tưởng, hiểu rõ Thích Ca Mâu Ni Phật bát bát tướng thành đạo, chi chủng chủng thị hiện, chỉ vì tùy thuận thế gian chúng sanh chi căn cơ, hành quyền phương tiện, phổ giai độ thoát nhi dĩ. Thật tắc Thích Tôn cửu dĩ thành Phật. Đó là tác tư thị hiện, thuận thế gian cố. Câu này đã nói rõ ràng rành rẽ.